Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách lạ lạ các bạn ha. Là các bạn đều biết đó, khi mà mình làm vườn trồng rau như thế này thì là mình có những cái rau củ quả trong vườn. Thì mình sẽ làm cái thử thách là trong 3 ngày tới mình sẽ không có ăn thịt. Thì mình sẽ lấy những thứ ở trong vườn của mình trồng được organic để ăn. Xong rồi là mình dĩ nhiên mình phải ăn thêm đậu để cho nó có chất protein, chất đạm thêm, cũng như là mình ăn thêm cơm nữa. Thì các bạn đều biết đó, làm vườn như vậy nó có một cái video rất là nổi tiếng á, nó gọi là Back to Eden, có nghĩa là trở lại vườn địa đàng. Vậy thì nếu các bạn là những người mà Thiên Chúa giáo đó, thì các bạn đều biết về cái khái niệm vườn địa đàng, đó là nơi mà con người rất là hạnh phúc, được Chúa ban cho đầy đủ. Và cái điểm hay hay đó là ở trong vườn địa đàng thì Chúa nói á, là trái cây, rau, củ quả là những thứ mà con người ăn. Chứ hồi đó là chưa có ăn thịt các bạn nha. Vậy thì trong cái ý tưởng là mình trở lại cái vườn địa đàng đó, thì là trong 3 ngày tới mình ăn thử như vậy. Tức là chỉ ăn rau, củ quả không thôi, không ăn tí thịt nào hết. Thì mình sẽ từng ngày một, mình sẽ tường trình cho các bạn nghe là mình cảm thấy thế nào. Thế sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên mình bắt đầu cái chương trình ngắn 3 ngày. Thì dĩ nhiên ngày đầu tiên thì mình chưa có cảm thấy gì khác hết cả. Và cũng chưa thèm thịt tí nào, tại vì mới ăn hôm qua rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng trong vườn đó, mình sẽ hái một mớ những gì mình có. Xong rồi ngày hôm nay mình bắt đầu các bạn ha. Thì mình vừa mới đi vòng vòng hái xong đó cả nhà, thì mình hái được bằng này. Đây là những cái rau quả mà mình sẽ ăn trong ngày đầu tiên nha. Khi mà trước khi ăn á, thì mình sẽ chụp cái hình đồ ăn. Xong rồi ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau, Hậu sẽ report lại cho các bạn nghe nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là sáng thứ 3, tức là mình không ăn thịt mới được có một ngày thôi. Cho nên mình đứng lại đây để kể lại cho các bạn nghe là mọi sự nó đã như thế nào ha. Thì trước tiên đó là mình ăn hôm qua là 2 bữa. Một bữa 11 giờ sáng và một bữa nữa là 7 giờ chiều. Thế thì mình cũng nghĩ là có lẽ mình sẽ thèm thịt. Nhưng mà đến chiều thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tối khi mà Nga bày ra bàn cái vòm grill để mà grill theo kiểu người Đại Hàn đó, thì thực sự lúc đó mình rất là thèm. Nhưng mà mình đã hứa với các bạn rồi cho nên là đã không có ăn.
thì sau ngày đầu tiên mình cảm thấy như thế nào? Thì mới có một ngày thì nó cũng không có thay đổi gì lớn các bạn. Nhưng mà những cái mà mình có thể thấy được á, là mình cảm thấy cái bụng mình nó nhẹ hơn lập tức nha các bạn. Tức là thường thường người ta nói á, là khi mà mình ăn á, thì nó căng cái bụng, xong rồi nó trùng cái mắt xuống, phải không các bạn? Thế là cái đó thường thường mình hay cảm thấy nhất là cái bữa trưa. Nhưng mà khi mà mình không ăn tí thịt nào đó, thì mình không hề cảm thấy cái đó tí nào. Và cũng không cảm thấy buồn ngủ gì trong ban ngày nha các bạn. Vậy rồi khi mà mình ngủ ban đêm á, thì Nga nói là gáy gỗ nhẹ hơn hẳn. Đó là mới có một ngày nhá. Rồi ngoài ra những cái thay đổi khác mà mình có thể cảm thấy được á, là cái nước tiểu nó cũng trong hơn bình thường luôn. Đó, thì mình ăn những thứ gì thì mình sẽ để lại cái hình ảnh để cho các bạn xem ha. Tức là hoàn toàn rau củ quả thôi. Mình không ăn thịt, không uống sữa, không ăn trứng, không ăn cheese. Có nghĩa là tất cả những cái sản phẩm từ thú vật thì mình đều không ăn hết. Thế cho nên ngày hôm nay đó thì là mình sẽ bước vào ngày thứ hai. Mình cũng sẽ ăn hai bữa chính như vậy và cũng vẫn ăn rau củ quả. Thì chỉ có khác hôm nay đó là mình sẽ lấy cái lời khuyên của một người mà chuyên gia về ăn kiêng đó, tức là ông Sadhguru. Thì ông ấy nói là khi mà ăn á, thì không nên ăn gạo trắng nhiều mà nên ăn gạo multigrain, tức là gạo trộn có nhiều hạt gạo trong đó, trắng, nâu, đen, đỏ, linh tinh hết. Thì ông ấy nói là khi mà mình ăn cái gạo trộn á, thì nó có nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó cho cơ thể mình hơn hẳn. Cho nên đó là cái mà hôm nay mình sẽ ăn cùng với rau củ quả. Và rồi sáng mai thì mình sẽ lại đứng lại đây để mà kể cho các bạn nghe cái ngày thứ hai nó diễn tiến như thế nào ha. Vậy cảm ơn các bạn and see you again tomorrow. Các bạn ơi, hôm nay là sáng thứ tư, tức là mình đã được 2 ngày hoàn toàn không ăn thịt và không ăn bất cứ một cái sản phẩm nào từ động vật. Thế thì cái ngày vừa rồi đó, thì mình có một vài cái nó lạ lạ nó xảy ra. Là cái việc thứ nhất đó, là như các bạn biết mình đã nói đó, là mình ăn thường thường một ngày có 2 bữa thôi, là 11 giờ sáng và 7 giờ chiều. Thế thì hôm qua mình thường thường cũng đợi đến 11 giờ mới ăn. Nhưng mà hôm qua thì chịu không nổi các bạn ạ. Có nghĩa là khoảng 10 giờ thôi là cái mức năng lượng trong cơ thể của mình á, tự nhiên nó xuống rất là nhiều. Và cảm thấy người nó giống như nó yếu và nó không có cái năng lực gì hết. Cho nên là mình vội vàng đi ăn ngay. Và phải chỉnh lại là thay vì ăn 2 bữa đó, thì hôm qua mình phải ăn 3 bữa nhưng mà hoàn toàn không ăn thịt. Thế thì sau khi mà cái năng lượng nó xuống như vậy á, thì mình ăn vô thì lập tức cơ thể nó trở lại bình thường. Vậy là cho dù cơ thể mình đã quen cái việc ăn một ngày 2 bữa, nhưng mà khi mà ăn rau củ quả không đó, thì rõ ràng là cái năng lượng nó không có giữ được lâu như bình thường. Và cái năng lượng nó xuống nhanh hơn. Bởi vậy là mình phải nạp vô nhanh hơn và thường xuyên hơn. Cho nên như mình nói đó là hôm qua mình phải ăn tới 3 bữa. Rồi một cái lạ thứ hai nữa là buổi chiều đó, thì lúc đó khoảng chừng cỡ 5 giờ thì mình cũng vậy, lại một lần nữa cảm thấy rất là mệt. Thì mình cũng bảo không biết là cơ thể mình nó đang là trải qua cái gì, nhưng mà mình vẫn quyết định là không ăn thịt. Cho nên mình nằm nghỉ khoảng chừng nửa tiếng á, thì tự nhiên nửa tiếng sau, tức là khoảng chừng 5 giờ rưỡi đó, thì tự nhiên nó hết mệt và mọi thứ nó trở lại bình thường. Mức năng lượng, cảm giác, nói chung mọi thứ nó trở lại bình thường. Mình thấy cái đó rất là lạ. Mình cứ tưởng là nếu mà mình không ăn mà mình chỉ nằm nghỉ thôi, có lẽ là nó sẽ làm cho người mình nó mệt nhoài. Nhưng mà không phải như thế. Mình nằm thôi mà không ngủ. Tại vì cái lạ nữa là khi mà mình không ăn thịt đó các bạn, mình không có cảm thấy buồn ngủ. Đó, mình không cảm thấy mệt mỏi. Nó chỉ là cái mức năng lượng nó xuống mình cảm thấy được thôi. Vậy là khoảng 5 rưỡi là nó trở lại bình thường. Và từ lúc đó trở đi đến bây giờ là mình cảm thấy bình thường luôn. Rồi một cái nữa mình cũng muốn kể cho các bạn nghe là chỉ sau có 2 ngày ngừng không ăn thịt á, thì tự nhiên là cái nhu cầu ngủ ban đêm của mình á, nó giảm hẳn đi. Mình cảm thấy là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ tự nhiên nó thức dậy và cơ thể mình cảm thấy khỏe mạnh và không thấy buồn ngủ nữa. Thế là sau có 2 ngày mà mình thấy lạ quá, cho nên hôm nay thì mình cảm thấy trở lại bình thường rồi nè. Thì mình sẽ tiếp tục ngày thứ 3 là mình sẽ hôm nay hoàn toàn không ăn thịt.
thì mình cũng sẽ phải ăn giống như hôm qua nữa. Tức là ngày hôm nay mình cũng ăn 3 bữa. Thay vì 11 giờ sáng á, thì sáng nay 10 giờ sáng mình cũng phải ăn. Tại vì mình không muốn cái chuyện nó xuống năng lượng, nó xảy ra giống như hôm trước nữa đó. Cho nên bây giờ mình đổi lại là từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều là cái khoảng đó mình sẽ ăn 3 bữa. Thì thật ra mình đã tập cái nó gọi là intermittent fasting, tức là ăn kiêng từ 11 giờ sáng tới 7 giờ chiều là cái khoảng mà mình ăn. Còn cái khoảng thời gian mà từ 7 giờ chiều cho tới 11 sáng hôm sau thì mình không ăn cái gì. Thì mình đã làm như vậy khoảng chừng 6 tháng nay và thấy cơ thể nó khỏe hơn hẳn, giống như nó được nghỉ ngơi vậy đó. Còn khi mà mình ăn rau củ quả không như thế này này, thì mình có cảm giác tương đối rõ rệt là cơ thể mình nó còn được nghỉ ngơi hơn nữa các bạn ạ. Giống như là tim, gan, thận, tất cả mọi thứ mình có cảm giác như nó làm việc ít đi đó các bạn. Cho nên mình tiếp tục ngày nữa, rồi sáng mai mình lại sẽ ngừng lại đây rồi kể cho các bạn nghe tiếp ha. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Thế là hôm nay là sáng thứ 5, tức là mình vừa hoàn thành được 3 ngày không ăn thịt. Thời gian nó tương đối ngắn các bạn, nhưng mà qua đó mình cũng cảm thấy được một vài cái sự thay đổi, cũng như là mình muốn so sánh một chút giữa một bên là ăn thịt và một bên là không ăn thịt. Thì trước tiên á, các bạn mà không ăn thịt á, tức là các bạn ăn chay trường đó, mình phải nói là mình rất là phục các bạn. Tại vì làm cái việc đó không phải là dễ nha. Và mình thấy các bạn mà ăn chay trường thì hay nhắc cho những người ăn thịt á, là cái bộ ruột của con người nói chung nó dài hơn rất nhiều so với những thú vật mà ăn thịt. Thế cho nên khi mình ăn thịt thì nó luẩn quẩn trong cơ thể của mình nó cái thời gian tương đối lâu. Và vì lâu như vậy cho nên có khả năng là nó gây ra cho mình một số cái bệnh. Vậy thì Hậu vừa hoàn thành cái thử thách ngắn có 3 ngày thôi. Nhưng mà khác nhau mình thấy thế này. Ăn thịt mình phải nhận là nó ngon miệng hơn. Còn không ăn thịt thì có lẽ mình chưa quen hoặc là mình chưa có chế biến đồ ăn giỏi. Cho nên sau 3 ngày thì mình phải nhận là nó chưa có ngon bằng ăn thịt. Thế rồi nói về cái mức năng lượng thì sau cái ngày thứ nhất mình chủ quan đó, thì là ngày thứ hai mình thấy cái năng lượng trong cơ thể của mình nó bị xuống. Và nói chung là mình cảm thấy giống như là bị hết pin, thì mình điều chỉnh ngay là ăn tăng bữa lên, thì sau đó là mình ok. Và nói về năng lượng thì ngày thứ ba thì không có vấn đề gì cả. Rồi một vấn đề khác nữa mình muốn đề cập á, mình nghĩ cái này rất là quan trọng, là khi mình ăn thịt á, thì là mình cảm thấy là nó cơ thể mình mệt hơn, tim đập nhanh hơn, sau khi ăn thường cảm thấy buồn ngủ. Còn bên mà không ăn thịt á, thì là bên này mình cảm thấy sau bữa ăn hoàn toàn êm, không thấy tim đập mạnh, không thấy buồn ngủ. Rồi khi không ăn thịt á, thì mình ngủ êm hơn, gáy gỗ nhẹ hơn. Thế nên ngay bây giờ đây này các bạn, tức là sau 3 ngày không ăn thịt thì cơ thể mình cảm thấy nhẹ nhàng, khi thức dậy cảm thấy rất nhẹ nhàng. Và cái chữ mình muốn dùng đi dùng lại đó là cơ thể của mình êm hơn. Giống như là mình gửi nguyên cái bộ nội tạng, tức là cái guồng máy làm việc trong cơ thể của mình đi vacation ngắn vậy đó các bạn. Có nghĩa là làm việc ít đi hẳn. Cho nên với cá nhân của mình thôi thì là mình sẽ tiếp tục ăn nhiều rau, ít thịt, cũng chưa bỏ thịt được. Nhưng mà thỉnh thoảng kèm vào đó mình sẽ có một vài ngày không ăn thịt để cho cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi nha các bạn. Vậy thì sáng nay kết thúc cái video này, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng là các bạn cũng chú ý đến sức khỏe và thỉnh thoảng ăn kiêng thịt với mình. Vậy nhờ các bạn cho mình một cái like, nhớ đăng ký, subscribe, cũng như là liên kết với mình ở trên Facebook Vườn Hạ Ngâu. Xin cảm ơn và hẹn các bạn vào lần tới. Bye bye!